Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay Minh Hải TV xin mời quý vị và các bạn đến với khu vực quận Long Biên ở Hà Nội để chứng kiến những cái hình ảnh đang đổi thay diễn ra từng ngày trên địa bàn một quận ở phía đông Hà Nội. Thì quận Long Biên là một quận vốn được tách ra từ huyện Gia Lâm cũ. Và sau 15 năm thành lập thì đến nay, từ 2003 đến 2018, đến nay đã có quá nhiều các cái thay đổi trên cái địa bàn quận này. Đây cũng là một cái phần được quy hoạch rất là rõ ràng ở quận Long Biên. Và có rất nhiều các cái đường mới được mở ra, kéo theo sự thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản vào đây và xây dựng lên những cái công trình rất là hoành tráng. Đây chính là cái hình ảnh một cái con đường mới mở ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Con đường rộng 25m. Đây là một cái đường gom của một cái tuyến đường 40m hiện đang được thi công, là đường 40m Khai Sơn. Thì tuyến đường này nó dài khoảng 650m. Và chúng ta đang đi ở đây chính là cái phía đê sông Đuống. Phía bên tay phải của chúng ta là D, phía bên tay trái là khu vực dân ở. Còn hình ảnh này chính là cái đường gom đường 25m nối ra phía đường 40m Khai Sơn. Tuyến đường này dài khoảng 650m với cái tổng mức đầu tư nó khoảng 190 tỷ đồng. Và nó nối từ phía D sông Đuống đoạn vừa nãy đến cái đường 40m Khai Sơn. Thì tổng diện tích của tuyến đường này nó cỡ khoảng hơn 16.000m2. Và để xây dựng cái đường này thì người ta đã phải di dời 120 hộ dân và tái định cư là 43 hộ. Hiện nay thì tuyến đường này người ta cũng chưa được đặt tên, dân thường gọi là đường Trường Pháp, bởi vì là bên tay phải chúng ta là có một cái trường quốc tế Pháp mới được xây dựng và sắp sửa khai giảng. Còn phía bên tay trái này cũng là những cái khu vực xây những cái căn liền kề thuộc cái dự án của Khai Sơn. Trước đây thì ở khu vực này là cánh đồng và bây giờ thì nó đã mọc lên những cái khu biệt thự rất là đẹp. Tuyến đường này thì mới được thông xe vào cỡ khoảng tháng 10 năm 2018 và tổng cộng là nó có 4 làn xe chạy. Đấy, trên vỉa hè là rộng khoảng 3m. Đấy, như quý vị và các bạn thấy ở bên tay trái và tay phải là cái tuyến đường này đều được lát đá xanh ở trên vỉa hè hết và trồng những cái cây ở đây chủ yếu là sấu, cao khoảng 4 đến 6 mét, và hai bên thì đều có lắp cái hệ thống đèn chiếu sáng cao áp. Và do là tuyến đường này nó chưa được đặt tên cho nên là hiện nay thì người dân ở đây cũng chưa biết gọi cái tên này nó là tên gì. Đây, cái phía trước mặt này là cái trường quốc tế của Pháp đầu tư, đây người ta gọi là đường Trường Pháp luôn. Một cái trường rất là đẹp vừa mới được xây dựng xong. Và điểm cuối của cái tuyến đường này nó kết nối với một cái dự án đường 40m Khai Sơn như đã nói ở trên. Cái đường Khai Sơn thì là một cái tuyến đường nó dài khoảng 4 km, nối từ đê Ngọc Thụy đến cái khu vực Thanh Am, Đặng Vũ Hỷ. Và dự án này nó có cái mức đầu tư cỡ khoảng gần 3.000 tỷ đồng và dự kiến là đến năm 2019 là sẽ hoàn thành. Và nó sẽ góp phần kết nối các cái trục giao thông ở trong quận Long Biên và các cái quận khác, làm thay đổi hẳn cái diện mạo của quận Long Biên sau 15 năm thành lập. Và ở quận Long Biên này thì hiện nay cũng đang có rất nhiều các cái dự án kéo theo, bởi vì khi mà cái tuyến đường này mọc lên thì các cái dịch vụ sẽ rất là phát triển. Ở hai bên này quý vị và các bạn thấy là người dân người ta đã hoàn thiện những cái nhà đang để chuẩn bị kinh doanh, vì khi mặt đường mở ra thì dịch vụ nó sẽ phát triển rất là mạnh. Thì ở đây chính là cái tuyến D cạnh sông Đuống, còn đây thì là tuyến D cạnh sông Hồng. Đấy. Thì quận Long Biên này cũng được bao quanh là một cái hệ thống D. Đấy. Và thì hàng năm thì người ta cũng bỏ ra không ít chi phí để chăm sóc cho cái D này. Quý vị và các bạn có thể thấy ở phía bên tay trái cũng có những cái người công nhân người ta đang cắt cỏ và để chăm sóc cho cái mặt đê này. Toàn bộ cái tuyến đê này được xây dựng từ năm 2015 là người ta cải tạo lại, kể
kè lại bằng bê tông và phía trên là có trồng cỏ, trải thảm cỏ rất đẹp. Còn hệ thống điện thì những cái phần điện trung áp thì được đẩy lên phía sát mặt đê để cách xa hộ dân và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc an toàn của hộ dân. Còn các cái hệ thống điện hạ thế thì đều được hạ ngầm. Cho nên là phía bên tay phải quý vị và các bạn sẽ không nhìn thấy những cái đường dây hạ thế và dây viễn thông chằng chịt nữa. Hiện nay chỉ còn ở trong các cái ngõ, như đây chúng ta sẽ rẽ vào cái ngõ này. Đây là cái ngõ 268, là cái ngõ mà người ta đang chờ để hạ ngầm tiếp những cái đoạn đường dây điện và dây thông tin nằm ở trên tuyến đường này. Đợi sau khi mà cái tuyến đường thuộc cái dự án Khai Sơn nó hoàn thành để triển khai được một cách đồng bộ. Như vậy thì có thể thấy là cái việc mà xây dựng các cái hạ tầng ở đây là được thực hiện hết sức là bài bản và có tầm nhìn, có quy hoạch tốt. Bởi vì nếu mà thực hiện hạ ngầm ngay tất cả những cái tuyến đường dây này, thế sau đó khi mà xây dựng đường và nhà cửa lại đào xới lên một lần nữa thì nó sẽ gây lãng phí xã hội. Thì đây cũng là một cái cách làm mà có cái tầm nhìn rất là tốt. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy ở khu vực này, mặc dù là khi mà tuyến đường chưa được triển khai nhưng mà cái đường xá ở trong khu vực này cũng đều được trải nhựa và có cái độ rộng cũng khá tốt. Ở đây là cái giờ tan tầm, ở hai bên là có hai trường học quý vị nhé, và giờ tan tầm, nhưng mà nó cũng không đến mức mà tắt đường khủng khiếp, mặc dù đây là giờ rất là cao điểm rồi. Đấy, thì có thể thấy là cái hệ thống đường xá ở quận Long Biên nó phát triển và nó đáp ứng được khá tốt về cái giao thông, cái đi lại của người dân ở khu vực này. Còn một số các cái địa điểm khác ở trên quận Long Biên như ở Việt Hưng, Giang Biên hay là ở Phúc Đồng, Sài Đồng hay ở Phúc Lợi thì cũng đang được xây dựng những các cái công trình về đường xá rất là tốt. Và hiện nay thì trước mắt thì ở quận này nó gần như là một cái công trường. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn thấy là nó cũng không đến nỗi là ngổn ngang. Người dân người ta vẫn hoàn toàn là thấy là thoải mái và dễ chịu. Quý vị và các bạn có thể biết được ở đâu đó là cái thông tin là hiện nay quận Long Biên là quận duy nhất ở Hà Nội gần như là không có tắc đường. Chỉ còn một số các cái điểm là nằm ở đầu cầu Trương Dương, tức là cái điểm mà đi sang bên phía trung tâm thủ đô Hà Nội. Quận Long Biên cũng chỉ là nằm cách cái quận trung tâm của Hà Nội là Ba Đình, Hoàn Kiếm, nó chỉ có một con sông và khoảng cách nó chỉ rơi vào khoảng 4-5 km thôi. Đi qua cái cây cầu Long Biên hoặc là cây cầu Trương Dương thì là đã đi sang bên trung tâm thủ đô rồi. Tuy nhiên thì gần như là phía bên quận Long Biên là gần như không có tắc đường, kể cả vào giờ cao điểm. Có thể thấy là bên quận Long Biên là một cái địa điểm đáng sống của những người dân ở thủ đô. Và hiện nay thì người ta cũng đang tổ chức là giãn dân ở trong khu vực phố cổ ra các cái khu vực phía ngoài. Và quận Long Biên thì cách đây vài năm cũng đã có những các cái hộ dân ở bên quận Hoàn Kiếm được giãn dân ra phía quận Long Biên. Và phía trước mặt quý vị và các bạn là một cái con đường mới nằm ở khu vực Giang Biên thuộc quận Long Biên. Một con đường rất là rộng, có 4 làn xe mỗi bên, tổng cộng hai bên là 8 làn xe. Vỉa hè rộng khoảng 6m và giải phân cách giữa rộng khoảng 3m. Đấy, một con đường phải nói là rộng khủng khiếp. Đấy, trong khi mật độ dân cư ở đây thì cũng chưa phải là cao, mặc dù là có những các cái khu đô thị như khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Sài Đồng, rồi khu đô thị Vinhome Riverside, khu đô thị Vinhome Harmony và những cái tòa nhà của Hải Phát Thủ Đô và còn những các cái nhà đầu tư bất động sản nữa, họ xây rất nhiều chung cư ở đây. Tuy nhiên thì cái mức độ về giao thông ở cái khu vực này vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được trong những cái năm tới. Ở khu vực này thì các cái tuyến đường cũng tiếp tục được quy hoạch mở ra và các cái hệ thống về hạ tầng
rồi các cái đường dây điện và các cái đường về nước, rồi dây thông tin viễn thông cũng được quy hoạch đặt trong các cái hệ thống tuy nen rất là tốt. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Minh Hải TV xin cảm ơn những ý kiến của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video cho mọi người cùng xem và đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục nhận được những video tiếp theo của Minh Hải TV. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.